người trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đôi thay tương mái rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa. May ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến. Hồi lá hồi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên. Hoa leo phú phàng đàn kín. Tiếng ve dù nghe hơi buồn thêm. Chờ đâu quân nắm tay về ơi hát gì điều nhạc lâm ly khóc người tìm biệt sơn khê cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mời thấy đó trường đây bạn hữu đâu rồi. Vang trong nỗi niềm nhung nhớ có ai đi thương về trường xưa. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến. Con khắc hàng tên hoa leo phú phàng đàn kín tiếng ve dù nghe hơi buồn thêm. Màn phố xa rồi có người về đất buông xuôi dăm ba đứa bạn phương trời hai thằng chờ đâu quấn nắm tay về. Lâm ly khóc người tìm biệt sơn khê cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mời thấy đó trường đây bạn hữu đâu rồi. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngây thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ ai đi thương về trường xưa. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngây thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ có ai đi thương về trường xưa. Chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18 thua chẳng ai hay thầm lặng mối tình đâu.
cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngân nga, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió không khi nào quên được. Và đó là một cái thứ để con luôn hỏi lại rằng là tại sao mình làm gì sai, mình làm gì, mình đã nhìn trước nhìn sau chưa, đã nghe lời răn dạy của thầy cô chưa. Và từ những cái điều đó nó kéo theo rất nhiều cái suy nghĩ của con sau này, để mà trước khi làm gì đó mình phải nhìn lại tất cả mọi thứ. Cho nên con xin phép được bắt đầu chương trình như thế này. Kính thưa các thầy cô, kính thưa ban giám hiệu nhà trường, cùng toàn thể các bạn, kể từ ngày mà lớp chúng ta chia tay thầy cô, chia tay bạn bè, rời xa mái trường thân yêu để bước trên con đường mới, thì đến bây giờ đã là 25 năm rồi. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2004, chúng ta mới có dịp được gặp mặt đông đủ các thầy cô kính yêu và các bạn học thân thiết từ thuở nào tại ngôi trường phổ thông trung học Kim Anh thân yêu này. Lời đầu tiên thay mặt cho toàn thể các thành viên lớp này thì em khóa 9699, em xin gửi tới các thầy, các cô sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc. Trong niềm vui hội ngộ này, chúng em xin kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn. Mong các thầy cô mạnh khỏe để mãi mãi là tấm gương cho chúng em đời theo. Xin gửi đến các bạn lớp 12E thân yêu một lời chào thân thương nhất. Chúc các bạn cùng gia đình vạn sự như ý, thành đạt, an nhiên và hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thành công rực rỡ, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng thầy cô và trong lòng các bạn. Kính thưa các thầy, các cô cùng toàn thể các bạn, kể từ ngày lúc chúng ta chia tay các thầy cô bạn bè, rời xa mái trường thân yêu này, nay đã 25 năm, và cũng là đến thời gian mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời, với bao suy nghĩ, bao lo toan cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, nhiều thứ mà đáng phải nhớ, và nhiều thứ nói thực là bản thân em cũng quên mất rồi. Cho nên là lớp chúng ta thì các thầy cô cũng vậy, chúng ta bây giờ người còn người mất, lớp chúng ta cũng rất là buồn là có ba bạn đã mất rồi. Chúng ta dành 5-10 giây suy nghĩ về đó. Vâng, có những cái điều mà chắc chắn rằng mỗi chúng ta không thể quên được những ngày còn họp chung ở mái trường thân yêu này. Mỗi năm khi sắp đến 2011, những hình ảnh của thầy cô, những kỷ niệm ngày xưa bất chợt lại tràn về trong chúng ta một niềm bồi hồi xúc động, và trong những cảm xúc đó chúng ta mong muốn trở lại mái trường thân yêu để lại một lần nữa được gặp các thầy, các cô và các bạn một thời xa xưa ấy. Hôm nay lớp 12 chúng ta tổ chức buổi kỷ niệm 25 năm xa cách với một các trang trọng hơn, đầy đủ hơn so với những lần trước, cũng để thỏa mãn những tâm tư đó, tình cảm đó. Và em xin chia sẻ rằng là đây cũng là lý do chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Người ta có câu nhất đức vi sư, bán đức vi sư, mà không thầy thì đỗ thầy làm nên. Nếu không có các thầy, các cô, không có cái trường thì cũng sẽ không có chúng em như ngày hôm nay đến dự và chia vui với tập thể lớp 12 chúng ta hôm nay. Rất vinh dự được đón tiếp các thầy cô. Em xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Xuân Tuấn, hiệu trưởng đại diện ban hiệu nhà trường hiện nay.
một người mà đã gắn bó bảo an chúng ta suốt những năm qua, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Huyền. Về cô, em xin trân trọng giới thiệu một người cô đã dạy cho chúng ta biết thế nào là một công dân tốt, cô Vương Thị Đức. Em xin trân trọng giới thiệu một cô giáo, cô đã chỉ cho chúng ta biết được rằng gen là gì, tim ở bên trái hay bên phải. Có người nghe không bạn? Dạ, giới thiệu cô Vũ Thị Thu Cúc. Xin mời. Em xin trọng giới thiệu của một cô giáo đã dạy chúng ta luyện sắt, luyện thép như thế nào. Cô dạy chúng ta luyện sắt, luyện thép nhưng thông qua tác phẩm Thép Đã Tôi Thế Đấy, cô giáo dạy văn, cô giáo Nguyễn Thị Nhung. Xin mời cô. Cô đứng dậy cho bọn em nhìn cô một lần. Em xin giới thiệu thêm một người cô. Cô đã chỉ cho chúng ta biết là các vua Hùng đã dựng nước thế nào, rồi ông cha ta đã đổ xương máu ra sao cho nền độc lập của dân tộc này. Xin mời giới thiệu cô giáo Lê Thị Thêm. Xin mời cô. Đứng dậy cho anh em con nhìn cô một lần. Tiếp theo em xin trân trọng giới thiệu một cô giáo nữa. Cô đã vạch mây mù để chỉ cho chúng ta biết được là ở trời Tây, ở trên vực phương Tây có bao nhiêu cuộc chiến, các chiến binh La Mã đã dũng cảm ra làm sao. Cô giáo Nguyễn Thị Thuận. Xin mời. Em tiếp theo xin trân trọng giới thiệu một người thầy. Thầy cho chúng ta biết những đạo hàm là gì, thế nào là ly, rồi những công thức lượng khác mà như em biết là đôi khi bạn Sơn rồi bạn Phúc nó vẫn phải áp dụng để mà tính toán xem là cái cần của bé Phúc nó ở góc độ bao nhiêu thì đạt hiệu quả lớn nhất. Xin trân trọng giới thiệu thầy đã dạy toán chúng ta, thầy Hồ Hữu Linh. Xin mời thầy. Tiếp theo em xin trọng giới thiệu một thầy giáo mà thầy chỉ cho chúng ta biết được là H2O là nước. Và thưa quý thầy, đến bây giờ em nhớ mỗi điều đó thôi, em không nhớ CH5 là gì cả, chỉ nhớ H2O là nước. Em xin trọng giới thiệu thầy Lê Khắc Nhậm. Dạ, xin mời thầy. Và còn một người thầy nữa, thầy rất là đặc biệt vì thầy có cậu con trai học cùng với chúng ta. Thầy đã chỉ chúng ta thế nào là sóng, thế nào là gió, thế nào là lượng tử. Và thực sự là bây giờ đôi khi mà tôi cắm điện là em nhớ đến thầy. Vâng, xin giới thiệu thầy Cao Văn Vũ. Dạ, xin mời thầy. Em rất là cảm ơn quý thầy cô đã đến dự buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay. Đề nghị chúng ta nhìn thấy một cái lần nữa. Ở ngoài các thầy cô thì còn có sự góp mặt đông đảo các bạn cựu học sinh lớp 12E liên khóa 1996-1999. Đề nghị chúng ta trông vào cái nữa cho tình cảm. Dạ, kính thưa thầy cô giáo, đại diện cho ban giám hiệu nhà trường Trung học phổ thông Yên Minh, thưa cô giáo chủ nhiệm lớp 12E liên khóa 1996-1999, các thầy cô giáo bộ môn lớp 12E liên khóa 1996-1999, thưa các bạn cùng lớp 12E yêu dấu. Trước khi phát biểu đánh giá về tình hình hoạt động của lớp trong thời gian qua, thay mặt ban liên lạc lớp, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô, các bạn thành viên lớp 12E. Sự có mặt của quý thầy cô, các bạn chính là thành công lớn nhất của buổi gặp mặt ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn, 25 năm là chặng đường dài và thời gian để một đứa trẻ trưởng thành. Đây cũng là thời gian mà tất cả chúng ta đã biết nhau gắn bó với nhau qua các kỷ niệm buồn vui, những ký ức tình cảm đó đã được trân trọng và gìn giữ. Hôm nay, trong không khí nô nức của ngày đầu năm học mới tiến tới kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp chúng ta tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày ra trường.
Và tại đây, mỗi một chúng ta đều có chung một tâm trạng, đó là vui mừng và xúc động. Mặc dù mỗi người một công việc, mỗi người một nơi khác nhau, nhưng chúng ta vẫn không nguôi nhớ về nhau, dành cho nhau những tình cảm ấm áp và đẹp đẽ nhất. Thầy cô cũ, bạn bè quen, như gia đình, như điểm tựa, tinh thần vững chắc cho chúng ta, dựa vào khi mỏi mệt cho chúng ta sức mạnh để tiếp bước những bước chắc chắn hơn trong cuộc sống. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn, khi ở với nhà trường, chúng ta cũng có với nhau thông qua ban giám hiệu nhà trường, của đoàn thanh niên, của giáo viên chủ nhiệm và của ban cán sự lớp. Phát huy tinh thần đó, khi ra trường chúng ta vẫn gắn bó với nhau, vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, hoạn nạn. Hàng năm vẫn tổ chức gặp mặt để ôn lại những tình cảm của thời các khách đến trường. Tuy nhiên, các hoạt động đó đều mang tính tự phát. Qua nhiều lần họp lớp, nhiều bạn trong chúng ta đã nhiều lần đề xuất ban liên lạc để có sự thông tin liên lạc và gắn kết giữa các thành viên với nhau. Tuy nhiên, thời gian dài chúng ta vẫn chưa thành lập được ban liên lạc lớp 12E một cách quy củ. Được sự ủng hộ của các thành viên trong lớp, ban liên lạc mới được thành lập. Lớp thống nhất trực cử các bạn trong ban cán sự lớp vẫn tiếp tục là ban liên lạc giúp tập thể lớp 12E và đại diện liên hệ tập hợp các bạn và xây dựng bố trí lịch họp lớp hàng năm. Trong đó phân công bạn Dương Văn Huy, bí thư lớp làm trưởng ban liên lạc và bạn Nguyễn Thị Hà là em là lớp trưởng, là phó ban liên lạc và giữ quỹ và báo cáo thu chi quỹ của lớp để hỗ trợ cho dịp kỷ niệm 25 năm ngày ra trường hôm nay. Ban cán sự lớp đã chủ động lập nhóm ban liên lạc gồm 7 thành viên, gồm các bạn sau, và đề nghị các bạn là đứng lên khi mà mình giới thiệu từng người nhé. Một là bạn Dương Văn Huy. Hai là bạn Nguyễn Thị Hà. Ba là bạn Hà Thị Hạnh. Bốn là bạn Cao Sơn Kháng. Năm là bạn Nguyễn Văn Phượng. Sáu là bạn Nguyễn Đăng Thưởng. Bảy là bạn Tạ Văn Long. Đây là những người mà trong ban liên lạc và dành rất nhiều thời gian, công sức, tâm huyết và rất là nhiều người khác để mà có được cái buổi họp mặt ngày hôm nay ạ. Ban liên lạc thì đã làm việc dựa trên nguyên tắc tập thể. Nhiệm vụ của ban liên lạc là kết nối các thành viên với nhau thay mặt cho tất cả các thành viên trong lớp để thăm hỏi động viên các thành viên và thân nhân của lớp khi ốm đau, hiếu hỉ, tổ chức các buổi họp lớp theo thường niên vào dịp 30 tháng 4 hàng năm, gây quỹ để lấy kinh phí hoạt động, lập nhóm Zalo để trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế mà ban liên lạc vẫn chưa làm được, đó là chưa lập được trang web của lớp, công tác nắm bắt thông tin của ban liên lạc với các thành viên còn hạn chế, dẫn đến một số trường hợp cá nhân thân nhân ốm đau chưa được thăm hỏi kịp thời. Sự đoàn kết gắn bó của các thành viên mặc dù được khẳng định nhưng chưa được như mong muốn. Mặc dù còn một số hạn chế như vậy, nhưng các thành viên của ban liên lạc rất đáng được biểu dương và ghi nhận vì sự cố gắng, vì tinh thần tình nguyện vào công việc tập thể của lớp. Thậm chí thiệt thòi khi bỏ công sức, thời gian cho hoạt động của lớp. Xin cảm ơn các bạn. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn, với mong muốn rằng xây dựng một tập thể lớp 12E đoàn kết, quan tâm, ủng hộ, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, trong thời gian tới, chúng ta cần thiết kiện toàn và thống nhất lựa chọn ban liên lạc đại diện cho tập thể lớp chúng ta, phân công công việc cho từng thành viên cần sớm thực hiện một số nội dung công việc như sau. Thứ nhất, phải xây dựng được quy chế tổ chức
và hoạt động của ban liên lạc, đảm bảo hoạt động lớp phải mang tính đại diện cho toàn thể lớp, đáp ứng đa số thành viên trong lớp. Thứ hai, tăng cường công tác vận động để xây dựng quỹ lớp, đảm bảo 100% thành viên trong lớp đóng quỹ. Và trong tất cả mọi người chúng ta ở đây, ai cũng có một công việc để làm, ai cũng đã là một người rất trưởng thành. Nam thì là trụ cột của gia đình, nữ thì là hậu phương vững chắc. Và trong những cái công lao đó chính là nhờ sự dìu dắt dạy dỗ của quý thầy cô giáo ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý thầy cô, các bạn lớp 12E, trong bầu không khí vui tươi, đầm ấm của ngày họp mặt hôm nay, chúng em tập thể lớp 12E, nhân khóa 9699, rất xúc động khi được về tiểu trường đây, tại ngôi trường mà chúng em đã được theo học trong những năm tháng thanh xuân của đời người, để được sống lại những ngày tháng vô tư hồn nhiên của tuổi học trò, được trở về trong vòng tay của thầy cô, bạn bè. Cảm giác ấy rất bồi hồi xúc động. Mặc dù đã 2 năm xa cách, mặc dù bận rộn biết bao nhiêu công việc, mặc dù gặp rất nhiều ngăn cản do sức khỏe người khác, nhưng quý thầy cô đã không quản ngại khó khăn về đây dự ngày hôm nay họp mặt này. Chúng em chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý thầy cô, cũng như những tình cảm ấm áp dành cho lớp mình nghe. Chúng em điện thoại 699. Quý thầy cô kính mến, 2 năm trước, chúng em là những cô cậu học sinh, ngày ngày vô tư, áo trắng, quần xanh đạp xe đến trường. Ngày ấy, cô thầy đã tận tâm dạy dỗ chúng em những bài học kiến thức và cả những sai lầm, những khuyết điểm của chúng em, thầy cô đã dìu dặn sửa chữa, uốn nắn để rồi theo thời gian. Những bài học ấy đã làm gói hành trang góp phần đưa chúng em bước vào đời vững chắc, chín chắn. Có thể nói rằng chính quý thầy cô là những người đặt viên gạch vững chãi để xây dựng nền móng cho ngôi nhà, chính là cuộc sống, sống của chúng em bây giờ. Giờ đây, sau 25 năm, chúng em vui mừng tụ họp về đây để quý thầy cô nhìn thấy những cô cậu học trò ngày nào đã lớn lên, đã trưởng thành và đã trở thành những người có ích cho xã hội. Chúng em xin tri ân, cảm tạ quý thầy cô đã từng dạy dỗ dìu dắt chúng em. Kính thưa quý thầy cô trong ban giáo hiệu nhà trường, chúng em vô cùng biết ơn thầy cô đã cống hiến công sức, tâm huyết của mình để xây dựng một ngôi trường tập học tập tốt cho chúng em và cho các thế hệ học sinh sau này. Chúng em xin cảm ơn quý thầy cô đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng em có cuộc gặp gỡ về và về thăm trường ngày hôm nay. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta có thể gặp mặt những bạn năm xưa, kỷ niệm trở mùa về, nhớ nắm những câu chuyện ngày xưa, những trò đùa hơi dại dột. Và rồi có những lần chúng ta cùng thà bịt phạt, tất cả đã tạo ra một thời thanh xuân không thể nào quên. Để rồi dù đi đâu chăng nữa, chúng ta vẫn hướng về nhau, hướng về thầy, về cô, về mái trường trung học phổ thông Kim Anh thân yêu này. Phải ta có cô, 100 năm nước chảy đá mòn, 1000 năm tình bạn vẫn còn như xưa. Mong rằng cuộc hội ngộ hôm nay của chúng ta là tiền đề cho những cuộc hội ngộ sau này, nhân dịp 25 năm, để các cựu học sinh lớp 12E sẽ luôn gắn kết, đồng hành cùng nhau trên các chặng đường trong cuộc sống, cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hợp tác để cùng nhau phát triển. Chung vui trước những thành công của bạn đồng liên. Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, chúc trường trung học phổ thông Kim Anh luôn là lá cờ đầu, nơi ươm mầm những tài năng cho đất nước. Chúc các bạn trong lớp sức
ơn. Sau rất nhớ bởi vì là cùng báo với mình
Mình thì ngày xưa là cũng học lớp G, khóa 969 ở trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, dưới Phú Lộ. Thì với vai trò hôm nay thì ra về trường thì mình là lãnh đạo, nhưng về tuổi thì là ngang tuổi của các bạn. Thế xin phép cũng gọi là các bạn, vì chúng ta ở đây là cùng tuổi nhau. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các bạn của lớp 12E, khóa 9699. Thì hôm nay về trong cái không khí mà họp lớp của lớp thì trước hết là rất là xúc động và ấn tượng với công tác tổ chức của lớp. Các bạn đã tổ chức nó rất là bài bản, không quá hoành tráng nhưng nó lại rất là trang trọng, tình cảm và mát. Và các bạn có lẽ cái kịch bản này cũng sẽ là kịch bản mẫu để cho các lớp mà về tổ chức làm sao cho cái không khí đầm ấm đối với các thầy cô như thế này. Thì đây là cũng là một cái niềm động viên rất lớn đối với nhà trường, đối với cô giáo trong đấy, đặc biệt là trong tháng 11 này, tháng tri ân thầy cô. Và tiếp theo nữa là thông qua cái việc mà các bạn đã mời được rất nhiều thầy cô, kết nối được rất nhiều thầy cô về đây, cũng là một cái thành công đối với lại tập thể của lớp chúng ta. Vì cũng đi dự nhiều cái buổi học lớp rồi, nhưng buổi học lớp này rất xúc động là có sự góp mặt của rất nhiều thầy cô mà từng là giáo viên trường Trung học phổ thông Minh Mai, và lâu lắm rồi cũng được gặp thầy cô, là cũng rất là mong mỏi là thầy cô sẽ luôn luôn đồng hành cùng với các lớp của trường Trung học phổ thông Minh Mai để tổ chức và về dựng những buổi học như thế này. Và cũng xin được tiết lộ với các bạn lớp E là cô Huyền trước đây vừa là một người đồng nghiệp nhưng lại là sếp của Tuấn. Cô Huyền đây là sếp của Tuấn. Khi mà mới về trường thì cô Huyền đã giúp đỡ Tuấn rất nhiều, vì Tuấn và cô Huyền là cùng một bộ môn. Cô Huyền dạy địa và mình cũng dạy địa, thế là cùng một bộ môn là cô Huyền làm tổ trưởng, đã dìu dắt mình rất nhiều trong thời gian và mình mới về công tác ở trường Kim Anh. Và năm nay là năm thứ 20 mình về trường Trung học phổ thông Kim Anh. Năm 2004 thì bắt đầu về trường Kim Anh, thì năm nay là năm 2024 thì là 20 năm về trường Kim Anh. Và ngoài sự dìu dắt của cô Huyền ra thì các thầy cô khác trong tổ ở đây cũng đó là cô Thêm, cô Thuận, cũng là hai cô giáo cùng tổ chuyên sinh hoạt tổ chuyên môn. Rồi có những thầy thì cô giáo đã giúp đỡ rất nhiều, như là thầy Nhân, thầy Linh, thầy Vũ và cô Nhung. Thì ở thời đó cô Nhung cũng còn dạy ở trường. Thế còn cô Cúc và cô Thức thì lúc đó cũng đã về hưu rồi. Thế tuy nhiên thì là hàng xóm của trường, nguyên là thầy cô của trường nên cũng rất là gắn bó thân thiết với lại nhà trường. Thì cũng bạn lớp xin cảm ơn người chia sẻ của thầy Tuấn, hiệu trưởng nhà trường. Và có lẽ cũng ghi nhận cái thông tin tận bí trước là tháng 11 năm 2025 kỷ niệm 60 năm hiệu trưởng. Thì ở đây thầy đang tận bí như vậy, và bạn thêm một lời mời nhỏ nhỏ là chúng ta hãy chuẩn bị từ bây giờ cái tinh thần đó, tinh thần 60 năm để chúng ta quay lại trường. Chúng đó không chỉ có những thầy cô đang nổi lên như thế nào, còn sẽ rất nhiều thầy cô khác nữa, và đặc biệt là những bạn đang làm việc cho ngành giáo dục như là bạn Vũ Lương, bạn Hiền, bạn Mai. Xin mời thầy Vũ có đôi lời chia sẻ với lại anh em chúng con. Vâng, trưởng ban liên lạc của lớp thì bác sĩ xin là kính thưa các thầy cô giáo cùng các em học sinh mời em hai em khóa sáu thì tôi vừa là liên lạc tại lớp vừa là học sinh lớp. Trước tiên là tôi xin có lời cảm ơn các thầy cô đã dìu dắt thầy cô các em trong 3 năm ở trường cơ bản Kim Anh. Các em vừa là học trò, là con của chúng tôi, là trong cuộc sống sẽ luôn là mạnh khỏe, hạnh phúc và cố gắng phấn đấu nhiều của xã hội hơn nữa. Thế một lần nữa thì tôi xin
con được biết là thầy là một cái người dùng điện rất là tốt. Nhìn, nhớ nhiều em rồi. Khi tuổi cao,
cháu vẫn đi chơi. Ước muốn
trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những